Hello, chào mọi người. Thì hôm nay anh em mình tiếp tục đi cậu Ba Dâu đó mọi người ơi. Thì hôm nay cái chiếc giỏ này chú Hào đưa qua bên cái ruộng khóm bên kia để bơm nước rồi. Giờ bữa nay tiếp tục đi cái ghe này nữa anh em ơi. Ghe bùa thì bữa nào không có chứ. Thì anh em mình vừa tới điểm câu luôn, cá đục quá trời luôn. Bên kia nữa kìa. Hôm nay lục bình con hơi nhiều nha anh em. Nên mình với em Nghĩa sẽ đi qua bên bờ bên kia thử, ngồi xét lục bình câu thử làm sao. Chứ bên đây câu thì giờ quăng qua là dướng lục bình quá trời, khó quăng. Rồi, giờ anh em mình mới soạn đồ xuống ghe. Anh em mình sẽ ra cần chọn mồi câu thử sao đuôi ghe này thử coi. Thấy ụt quá trời luôn. Rồi coi tình hình không ổn thì mình qua bên kia mình câu. Rồi, em Nghĩa đang ra cần nha mọi người. Thì em Nghĩa sẽ câu sao đuôi ghe. Đó, cá ụt ghê rồi. Nãy lúc mới xuống mấy cá bự ụt ghê lắm. Mình em Nghĩa sẽ câu sao đuôi ghe này. Nếu mà không ổn thì chiều tối mình sẽ cặp qua bên cái mé bên lục bình bên kia luôn. Đó, cá ụt kìa. Tại vì bây giờ lúc trước thì lục bình con không có. Thì mình đây mình quăng qua đó thì ok. Còn giờ lục bình nó cứ bình gì hoài, nó chạy tới chạy lui hoài à. Mình quăng nó sẽ bị dướng. Nên thôi mình quyết định qua bên đó câu thử luôn. Tại trước giờ cũng không câu bên mé bên kia nữa. Bên đó thì mình sẽ thả tại chỗ luôn chứ không cần quăng qua bên đây nữa nha. Kè cá ụt kìa. Nghe. Rồi ok anh em ơi. Thì bây giờ em Nghĩa ra hai cây sau đuôi nó không dễ đâu anh em ơi. Nên anh em mình tranh thủ còn sớm anh em mình tấp qua cái bờ lục bình đây nha anh em. Mình sẽ câu dọc theo lục bình đây. Tại hôm trước thấy cá ụt bên đây quá trời luôn, mình quăng càng xét nó càng ăn. Hôm nay mình ngồi trực tiếp bên đây luôn, không biết nó có ăn hay không nè, hay là nó nhét nó nghỉ ăn luôn không chừng. Nãy giờ qua cũng ụt quá trời luôn, mình cũng ra được 3 cây. Còn Nghĩa đang ra mấy cây sau đuôi. Thì mồi câu hôm nay mình vẫn câu cám CT tâm nha mọi người. Ê, cái gì á? Không, cái cần chảy nó còn không? Em Nghĩa trộn bên đó nha. Cái trộn zin này câu đó mọi người. Mình câu chùm nho 4 số 15. Rồi ok, giờ anh em mình chờ đợi tiếp nha mọi người. Để có cá mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Hình là mình vừa ra 3 cây nha anh em. Thì cái này mình câu chùm nho. Cái đó là mình câu chùm nho. Cái này mình câu thẻo đơn, câu xét trong cái đầu ghe này luôn. Thì hôm trước giờ mình thấy đánh mồi lớn lớn nó không ăn hay sao, nó nhét nhét hay sao. Mình thử mình đánh chùm nho, một cái chùm nho, một cái thẻo đơn để nó ăn cái nào nha anh em. Rồi ok, thẻo đơn thì mình ở đây mình ngồi cặp đây nè, nhưng mình không cần phải chêm hết, mình cứ bóp cắm như vậy mình móc bóp thẳng trực tiếp vô lưỡi luôn chứ không cần phải chêm gì đâu, tại mình đâu có quăng xa đâu. Còn chùm nho thì mình cũng không có chêm, mình chỉ bóp xong rồi cái mình túm bốn cục lại mình hất nó ra bên kia xíu thôi, đây là đằng đó xíu thôi chứ không có xa lắm, mình không sợ gớt cám nha anh em. Rồi ok, để anh em để ý cái cây cắm gốc nè, cắm gốc màu vàng này nè, vàng nhạt nè, là mình câu thẻo đơn, còn mấy hai cây kia còn lại mình câu chùm nho. Coi cái nào hiệu quả hơn nha anh em. Rồi. Cái này em giữa nè. Cái nào? Có. Trời ơi trời, cái gỗ động. Ôi. Con này ba ngón tay, có ba ngón không ta? Hai ngón. Hai ngón hơn. Khủng. Nhéo luôn ơi. Nhéo luôn em. Ở cái gô lớn mà giật luôn đi cần tung kinh. Luôn không đeo đem gọng đâu. Để kiếm thùng đá mai định. Giờ bữa nay nhớ gì rồi. Dạ. Là đem cái khăn cũng không đem luôn. Rồi. Chiếc cá gì? Đọt chứ mà. Cái gô mà câu dính 5 con cá gô á. Dính 5 con cá gô khó ăn vừa. Cả nhà ăn. Con mới lớn lớn nha. Bánh có con bự. Không? Ôi. Chết bồ bờ cám chứ nè. Đu.
Ăn mà nó làm em ghê trời. Thấy chưa, gác giờ thấy chưa. Từ từ, từ từ. Ây da. Không được rồi. Kẻ cái cần. Lấy lúa. Ê ê, gác. Hôm nay chừng ký gửi nè em ơi. Ủa, em treo cò hay vậy? Không treo cò. Sao biết ăn? Thấy cộng dây tự nhiên cho vô. Ăn chạy dây phải không? Mấy đâu thấy cái con đọt đâu. Không thấy nhịp luôn. Cho, đang lo lụm cái cây cần kia mới đụng gớt. Vậy là không có é nha anh em. Rồi gỡ. Mấy giờ? 8 giờ. Này cá ăn giờ ngộ. Lấy cúp, lấy cúp. Cái gì lấy cọng dây cho. Gỡ đi lấy cọng dây cho. Để cho Nghĩa gỡ cá nha anh em. Gỡ chùm nho quấn vô cái lưới vào cứ khó gỡ lắm. Chiều giờ dính con cá gô tới giờ luôn anh em ơi. Nào Nghĩa cũng như bạn chứ chạy. Nghĩa lụm hàng nữa nha anh em. Con này chắc khoảng ký 7 ký 8 á. Rồi, không tới 2 ký. Con này mới ký. Thì biết nhớ rồi. Rồi, em Nghĩa buộc dây anh em ơi. Chúng này ăn sớm sớm vậy đi. Anh em còn có tinh thần đang thay mồi được. Thấy không? Rồi, có nhớt anh em ơi. Hy vọng đây tới sáng làm vài con nữa chứ không giờ có con hay con. Có con đã chứ. Không đọt luôn, mới hẳn cỏ lo luôn. Ê, vô rồi, vô dây vậy. Ê, vô bình, trời trời quậy kìa. Vô đếm cái gì vậy? Dễ lắm vậy. Con kéo cái đọt xuống luôn. Bà chạy đây rồi. Chơi cha. Chơi không? Sao dạng khè vậy? Cuối cùng tăng cũng có nhớt rồi nha anh em. Cái bây kia đóng xương nó mờ quá. Con này chắc cũng được ký gửi. Vô bằng sao luôn, cho vô bằng sao nha. Từ từ anh đi nhé. Ước thổi, ước thổi. Đang nằm thấy đá cái cò lên cái cốc mà không có gỡ cái cò. Cam gà gỡ cò ra thấy cái đọt quýu xuống. Con này vàng tươi trời. Đây. Rồi gỡ nghe cho em Nghĩa gỡ đi mình lại câu tiếp nha anh em. Đỡ buồn ngủ, đỡ buồn ngủ anh em ơi. Tét mép luôn. Tét mép à? Nó lâu nó quý đọt xuống rồi cái nó dỗ luôn. Mà dính meo lắm phải không? Sâu luôn hả? Nãy thấy con lưỡi móc cái mép nhỏ. Cuối cùng cũng có cảm giác. Nó luồn, em mở thùng nho trước đi, mở thùng nho trước đi, nó luồn cũng chì quá rồi kìa. Rồi. Nhúng xuống cái chậu sạch đi. Không, nhúng giờ, nhúng thì nước không. Rồi, cầm cá đi. Để anh cắt dây vô. Của tăng câu nha anh em. Rồi ok, để mình cắt dây cho mình gọng luôn anh em ơi. Rồi, xảy luôn rồi. Còn không? Có không?
cao. Ủa lâu quá rớt cái cần luôn. Trời gì mà xảy trời. Đây nè, nghe cái này nè. Đây nè, đang ăn luôn nè. Có không? Có. Ở lâu rớt cần đói mà xảy giờ tôi quay cái này cái ăn luôn. Rồi, hai thằng em mới nha, mới nhắm mắt xíu luôn, chưa ngủ. Thôi. Không vậy. Dạ. Cái chi. Ơi. Đói luôn em ơi, giờ này để coi mấy giờ rồi. Kêu dậy là nghỉ sớm chân. 2 giờ 51 phút anh em ơi. Bên kia cũng còn người câu nữa. Ở cái cần đỏ, ủa em có quơ tay cần đỏ không? Cần đỏ nó rớt xuống dưới luôn, để trên cái bè đó mà nó rớt xuống cái lái luôn. Quay qua cái này còn mổ tưng. Mấy cái này im ghê hết trơn. Hay thiệt, miễn ngủ là lôi. Bữa nay đi thất bại lôi mà bắt không được. Tới thiệt. Rồi ok mọi người ơi, giờ cũng là trời sáng rồi nha mọi người. Tối qua anh em mình ngồi đợi con ăn lúc mà 2 mấy gần 3 giờ. Từ con cá chê gì đó. Rồi tới sáng luôn con em gu luôn mọi người. Thì giờ sáng luôn rồi, anh em gán đeo xíu nữa. Bên kia ta đang cặp đất nó hơi ồn nha mọi người. Cây này mình thu luôn này, mình còn câu 2 cây bên đây thôi. Rồi hy vọng là có cá ăn nha mọi người. Hôm nay nói chung là hôm cũng dính được nhiều con hơn bình thường, nhưng mà cá nhỏ mà anh em ơi. Giờ kiếm cá bự mà không có cá bự rồi. Rồi ok, giờ mình gán lại bào thêm chút xíu nha anh em. Hy vọng có thêm một vài con nữa nha anh em. Đó. Chạy không? Chạy không? Chạy. Ôi, cá. Ôi. Vô. Ủa? Ủa? Có kiến. Tới luôn rồi. Phát hiện giống mới rồi. Rồi. Chà quá luôn. Bụng luôn. Bụng luôn trời. Nhé dụ tôi đang ngủ kêu. Biết nặng kịch kìa. Cái lưỡi. Quá khứ rồi. Chạy lên em ơi. Khủng à. Thôi rồi, cá em ơi. Dậy. Ơi, cái cha nha. Đây nè. Ơi nhớ. Đó. Ký. Ký. Đây đang làm. Rồi ok mọi người, thì giờ cũng là 8 giờ sáng nha mọi người. Anh em tính đeo thêm chút xíu nữa mà chiếc xà lan nó ô chiếc gì. Xe cạp đất nó đi một cái động quá trời luôn. Xình đồ lên quá trời luôn, thôi anh em mình rút luôn nha mọi người. Thì sớm giờ lên được con lau kiến với thêm con cá cha nhỏ nữa. Rồi giờ thì anh em mình sẽ cũng cần anh em mình về bến. Xong anh mình sẽ quay thành quả cho mọi người xem nha.
cỡ này không. Anh em mình cuối cùng về bến ghe nha mọi người. Dọn đồ xong rồi giờ Nghĩa đang đem cá lên. Được hai con đó đỡ đỡ. Sao không nào rộng cũng biển con chết chứ nè. Quả hôm nay được nhiêu mọi người, ba con cá cha, con cá rô đồng đó, trời một con cá chê như dính cát không à, kiên ông cố nội cá rô kiến nè, cái bụng chà bá luôn. Rồi Nghĩa lấy con cá rô đồng cái nè, rô chà bá luôn, con này dính đầu tiên luôn á, dớ cầm đá mọc đi. Ồ, trong đá luôn mà, tại hôm qua đâu có đem rộng đâu. Rồi ba voi hôm nay được nhiêu nha mọi người. Giờ anh em mình chuẩn bị về Cần Thơ luôn mọi người ơi. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người những video sau.